Xin chào các bạn, chào mừng các bạn. Hôm nay thì mình lại thu xếp thời gian hướng dẫn các bạn học bài số 3 của cái giáo trình này nhé, giáo trình phát triển Hán ngữ tổng hợp sơ cấp 1. Thì cái sơ cấp 1 này, xong sơ cấp 2, trung cấp 1, trung cấp 2, đó là những cái nền tảng cơ bản đầu tiên để chúng ta học, để mà biết học tiếng Trung á, nói được tiếng Trung hay học tiếng Trung cơ bản. Học ở trên lớp thì đây chỉ là dành cho sinh viên năm thứ nhất các bạn nhé. Nếu những người mà chưa biết gì về tiếng Trung á, thì cho nên là các bạn học cái này là rất phù hợp này. Những bạn nào mà có ít thời gian, mình nghĩ bạn cứ góp nhặt những cái thông tin như này. Bình thường các bạn học online ở trên mạng thì bạn thích bài nào hay là bạn vào cái bài nào bạn học bài đó thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mà bạn mới học á, thì bạn nên theo một cuốn sách nào đó để mà đi theo từng cái chương trình từng bài một thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Theo mình là như vậy. Thì vì nghĩ như thế cho nên mình hướng dẫn các bạn cái quyển sơ cấp 1 này nhé. Đó là cái quyển cơ sở để hỗ trợ thêm cho các bạn. Bởi vì những người xem video của mình ấy, đa phần là từ cái sơ cấp 1 đến cái trung cấp thôi, còn cao cấp thì gần như không có. Và xin mời các bạn, chúng ta bắt đầu học nhé. Và có gì thắc mắc các bạn cứ comment ở phía dưới nhé. Bài số 3, người ta gọi là tỷ san cửa. Nì chào sân mơ mình giờ. Bạn tên là gì? Hôm nay mình sẽ học chủ đề về bạn tên là gì? Hỏi tên nhé. Phần thứ nhất thì sẽ là học về ngữ âm, tức là cái cách ghép từ, cách đọc từ. Thì chúng ta sẽ đọc nào. Chữ G này sẽ đọc là chờ. Chữ ZH này cũng đọc là chờ, chỉ có điều là chữ ZH thì mình phải tròn cái miệng lại. Bạn nhé. Nào. Chu Chu Chi Chư Chia Chưa Cha Cha Chin Chân Chiêu Châu. Thì trong tiếng Trung thì chúng ta sẽ có một số những cái từ như thế này thì nó cộng với cả cái âm y ấy bạn, thì nó sẽ đọc là ư nhé. Như thế này mình có bên này, mình sẽ soạn ngay lúc này cho bạn xem. Rồi tiếp theo là âm đây, nó có 7 cái âm này đấy. Thì khi mà đi với y thì âm y sẽ được đọc là ư. Ví dụ đọc là hôm nào mình nói cạn rồi đúng không? Âm z với cả âm c đều đọc là chờ, như là khẩu hình của âm z. Âm c thì bật hơi, cái này đọc là z z. Đấy, anh này thì tròn miệng, zh và sh thì ch thì tròn miệng. Chư chư ch bật hơi. S và sh tròn miệng. Âm ZH, CH và SH thì đều tròn miệng. Đọc là chờ và sờ, tròn miệng. Còn anh sờ này đọc là sờ bình thường. Anh R này đọc là R. Tức là âm Y ở lúc này á, nó sẽ được đọc là âm âm Ư, chứ không đọc là âm Y nữa nhé. Nó đọc là âm Ư. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nào, sang bên này. Chờ này, chi, chờ và âm chờ, bật hơi, chờ. Chu tuy nhiên từ này có một sự đặc biệt nữa mình phải cho các bạn. Ở trong tiếng Trung thì nó có một cái âm nữa là âm u này, là âm u hai chấm bạn nhá, âm u hai chấm, âm u hai chấm. Thế thì âm u hai chấm ở đây có âm u hai chấm như thế này này, ở đây đây bạn nhìn ở dưới này đây. Mình sẽ cho các bạn xem cái âm u hai chấm. Thì bây giờ có quy tắc như thế này, tốt nhất bạn học thuộc cái này. Từ này đọc là truy nhé, không đọc là chu nhé, đọc là truy. Từ này cũng đọc là truy nhưng mà nó bật hơi, chữ quy là phải bật hơi để chưa bạn. Còn cái trên này đọc là suy, bạn học thuộc lòng một mình 7 cái này, 3 cái này cứ học thuộc lòng nhé. Đó là những trường hợp âm đặc biệt trong tiếng Trung. Thì có gì gặp cái bài nào thì mình sẽ dẫn thêm phần đó nhé. Thì như vậy từ này sẽ đọc là truy chứ không phải là chu. Truy chu chi chi chen chan chao chao chin chân ching chang. Tiếp theo đây âm sờ u này đọc là suy này, học thuộc lòng này bạn. Suy su si sư, đây âm sư đây này đọc là ư nhé. Sở sư chứ không phải sở si đâu nhé. Xiên san xia xưa xin sân
xiang sha. Đấy, bạn cứ đọc theo thì yên tâm là sẽ lặp đi lặp lại, riêng cái quyển này nó sẽ lặp đi lặp lại âm này cho bạn nhé. Thì bạn có thể tua đi tua lại cái đoạn vừa rồi mình đọc, bạn đọc đi đọc lại cho nó chuẩn nhé. Giờ chúng ta sang phần tiếp này, phần thực hành 4 âm này. Chi chỉ chỉ chi chi chỉ chỉ chi, âm này phải bật hơi này nhá, âm này bật hơi. Tiếp si xí xỉ xỉ, âm này đọc là gì nhỉ, âm này đọc là truy nhé bạn, âm đặc biệt á. Truy 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 truy, bật hơi này. Truy 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 truy, suy 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 suy, anh này cũng là anh đặc biệt đó, bạn đọc thuộc lòng. Tiếp theo chéo 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 chéo, chiếu chiếu chiếu, xinh 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 xinh, chá 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 chá, chén 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 chén, xía 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 xía, chiếu chiếu chiếu, chẳng 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 chẳng, xiao 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 xiao, chia 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 chia, chính 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 chính, xuê 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 xuê. Chúng ta sẽ đi tiếp là sang phần biến điệu. Biến điệu tức là nó có cái thanh điệu khác nhau bạn, cái dấu khác nhau, mình đọc nào. Yue yue, cha cha, chi chỉ, xuế xuế, ừ ừ, chiều chiều, chén chén, xí xí, ing ing, chín chín, chuyện chuyện, xiao xiao, yo yo, chinh 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 chinh, xing xing, yan yan, jiang jiang, qiu chiếu, xiao xiao. Phần bài tập này, phần 4, phần 5 này mình không bật âm thanh được cho nên chúng ta sẽ bỏ qua bạn nhé. Chúng ta sang phần tiếp theo, mấy cái phần này mình vừa đọc rồi thì thôi, chúng ta sẽ có những cái ghép vào giữa thanh mẫu. Cái này gọi là thanh mẫu này, mình gọi là phụ âm, còn cái này gọi là vận mẫu, còn mình thì gọi là nguyên âm. Hai cái tên gọi khác nhau còn như nhau bạn nhé. Để cách đọc thì mình có chia sẻ vừa nãy rồi, thì chúng ta sẽ đọc như thường. Ví dụ âm ia, anh g này sẽ đọc là chờ, q cũng đọc là chờ nhưng phải bật hơi nhé, anh x này đọc là x thôi. Đây là anh ia, ví dụ bạn nối chờ ấy cha nó đọc là cha, đấy sờ ấy xa đọc là xa, anh này anh ie ie thì từ này sẽ đọc là xia xia, hay từ này sẽ đọc là chia, ví dụ như vậy. Từ này là từ yao, từ này đọc là yao thì có, nhưng mà ghép vào thì hay đọc là yao, từ này nó treo, đấy từ này đọc là xeo, yêu đấy yêu, đấy từ này đọc là chiều chiêu, đây là từ siêu yêu nhé. Yen, ví dụ từ này đọc là chen, từ này đọc là sen,
Đó. Hay này là yang, ví dụ chiang hoặc là xiang. Đây là yung, yung thì là ví dụ rồi xiong, xiong. Nhưng mà chúng ta sẽ kết hợp này từ chiong, xiong, chiong. Tiếp theo từ duy, âm u hai chấm các bạn, âm u hai chấm nó sẽ đọc là uy nhé, t từ đọc là duy. Và ví dụ từ xuế, nhưng có trường hợp đặc biệt là nếu mà cái chữ u hai chấm này đọc với cả âm j, âm q và âm x á, thì nó sẽ bỏ đi hai chấm đi nhé, tức là nó vẫn đọc như vậy nhưng mà khi viết thì nó không viết hai chấm trên đầu thì vẫn đọc là chuê. Để ví dụ thêm e vào đây thì sẽ đọc là chuê, thì là chuế, từ này là xuê, ví dụ như vậy. Đây từ này là âm yuan, ví dụ từ này từ xuyên, từ chuyên và từ chuyên. Đây là từ duyên, ví dụ đây là từ chuyên, chuyên và xuyên. Đôi khi đọc là xuân. Riêng âm này để chúng ta sẽ đọc là xuân, ví dụ như vậy. Tức là nó nhiều trường hợp đặc biệt thì thôi, thì trong trường hợp nào chúng ta sẽ đọc thế nhé. Rồi mình nói qua qua một chút cho bạn biết thôi. Cách ghép từ, tức là bạn biết cái thanh mẫu, biết cái vận mẫu ghép lại với nhau đọc. Còn chủ yếu mình vẫn là trong tình huống. Ví dụ mình học cái từ mới ở đây này, học từ mới nó đọc thế nào là tốt nhất, cái này là rất chuẩn này, học theo hội thoại là rất chuẩn nhất nhé. Chúng ta sang phần khơ vấn là phần hội thoại. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đọc từ khóa nào. Chỉnh quân, xin hỏi. Chỉnh là mời hoặc là xin, quân là hỏi, chào là gọi, sấn mơ cái gì hoặc là gì. Miếng chữ, từ này là một chữ nhé, chờ đấy, ư đấy, đó, chữ. Miếng chữ là tên, xin là họ, rân sự là quen biết, hẳn là rất, cao xiển là vui, dễ là cũng. Cái cách viết thì bạn phải tập viết nhé. Còn đây là mình sẽ đọc cho bạn cách đọc và cái ý nghĩa thôi. Tiếp theo chúng ta có một cái tên riêng là bạn San Thiện Nhậu. San Thiện có nghĩa là Yamada Yu, tên của một sinh viên người Nhật Bản nhé bạn. San Thiện Yamada. Thì hội thoại đầu tiên chúng ta sẽ có bạn San Thiện nói chuyện với các bạn Lý Na. Thì San Thiện nói như sau. Mình sẽ đọc một lần vào tiếng Trung sau đó chúng ta sẽ dịch nhé. Nào. Ni hao, qing wen, ni jiao shenme mingzi? Lý Na, wo jiao Lý Na, ni ne? San Thiện. Wo jiao San Thiện Yu, xing San Thiện. Rất sự nị, hẳn cao xinh. Lý nạ, rất sự nị, ủa dễ, hẳn cao xinh. Dịch, xin chào, xin hỏi bạn tên là gì? Tôi tên là Lý nạ. Còn bạn thì sao? Tôi tên là San, tôi tên là Yamada Yu, họ Yamada. Quen biết bạn, tôi rất vui. Quen biết bạn tôi cũng rất vui. Thì từ ní hỏ là chào bạn, chào bằng vai phải lứa hoặc là người trên chào người dưới hoặc là quen biết thân với nhau. Xin quân xin hỏi, ní chào sẵn mơ mến chờ. Đây là một câu nói học thuộc lòng, có nghĩa là bạn tên là gì. Nhớ cái này là hỏi tên nhé, bạn học thuộc lòng. Ní chào sẵn mơ mến chờ. Khi trả lời thì bạn sẽ bắt đầu bằng từ ủa hoặc là nỉ, trả lời là ủa, ủa chào, tôi tên là, tôi gọi là, đặt cái tên của mình nữa. Ở đây bạn này tên là Lý Nả, bạn trả lời là Lý Nả. Tiếp theo từ nỉ nữa là cái cách hỏi, mình không muốn lặp lại câu hỏi. Ở trên này là câu hỏi về tên, vậy hỏi nỉ nữa, còn bạn thì sao? Thì chính là nỉ chào sớm mà mình chờ. Và bạn ấy cũng giới thiệu này, ủa chào, tôi gọi là San Thiện Yo. Yamada Yu, xin là họ, San Thiện là họ họ Yamada.
Đấy, giống như Việt Nam mình thôi, Nguyễn Đức Long thì mình là họ Nguyễn, còn tên thì gọi là Nguyễn Đức Long. Đấy. Trân sự nỉ, quen biết bạn, hẳn cao xiển, rất vui. Câu ở dưới, trân sự nỉ, quen biết bạn, ủa dế hẳn cao xiển, tôi cũng rất vui. Cái này từ ủa dế hẳn cao xiển cũng được, mà ủa dế hẳn cao xiển cũng được. Cái là biến điệu thanh ba. Có mấy thanh ba thì chúng ta biến, ví dụ trân sự nỉ thì người ta đọc tách ra thì mình dừng ở đây. Vậy không tính chữ nỉ nữa. Ủa là thanh ba đầu, dể thanh ba, hẳn là thanh ba. Như cách biến điệu thì bạn biến hết những cái thanh ba phía trước này, ủa thành úa, dể thành ủa thành úa này, dể thành dế này. Như vậy sẽ là úa dế hẳn cao xiển. Hoặc là bạn giữ biến sau le như thế này, biến cái giữa thôi, vẫn giữ nguyên cái bên phải nhá. Ủa dế hẳn cao xiển. Đấy, tôi cũng rất vui. Bạn đọc thuộc lòng nhá. À, tiếp theo là câu hỏi bài số 2. Câu hỏi này chúng ta sẽ có sân sử như sau. Sân sử là từ mới. Lào sư, giáo viên, có thể là thầy giáo là cô giáo nhé, nhưng mà lào sư là giáo viên nói chung. Vừa nãy là từ xỉn là họ, nhưng nếu như mà nói họ một cách lịch sự, ví dụ mình hỏi những người mà trên vai của mình, những người cấp trên hoặc là những người ví dụ giáo viên anh hơn tuổi mình chẳng hạn, thì mình sẽ dùng từ quỷ trước từ xỉn tạo thành quỷ xỉn, nó vẫn cứ là họ thôi bạn nhé, nó bằng nghĩa với cả từ xỉn nhưng mà lịch sự hơn từ xỉn. Tiếp theo một cái họ nổi tiếng đó là từ Lý, họ Lý trong tiếng Trung. Tiếp theo hội thoại giữa Mã Tiên là Martin và bạn Lý Y Mín, Lý Nhất Dân như sau. Trong lúc này là Lý Y Mín là giáo viên nhé, Mã Tiên là học sinh. Hỏi này, mình vẫn vậy, đọc cả bài, sau đó thì chúng ta sẽ dịch. Đạo sư, Nín Quỳ Xỉn, Hòa Xỉn Lý, Lý Lào sư, Nín Hảo, Nín Hảo, Nín Chào Sầm Mình Zi, Hòa Chào Mã Tiên. Lão sư là thưa thầy, lúc này thì mình biết đây là nhìn thầy giáo thì mình sẽ dịch là thầy giáo nhé, thưa thầy này. Lý quê xỉn là thầy họ gì ạ? Hòa sinh lý là tôi họ Lý, họ nhé, sinh là họ. Vậy từ lý lão thì đọc là lý lão, biến điệu lý lão sư. Thưa thầy Lý, nếu họ em chào thầy ạ, nếu họ chào em. Vậy bạn này bạn ấy chào giáo viên là nín họ lịch sự, còn giáo viên sẽ đọc là ní họ, vẫn ok nhé, để giáo viên lớn tuổi hơn rồi đấy thì sẽ dịch là ní họ, đọc là chào là ní họ. Chào em, ní chào sầm mơ mình zi, em tên là gì? Bạn trả lời là ủa chào Mã Tiên, em tên là Martin ạ. Toàn bộ hội thoại bạn nhé. Hỏi họ thì trả lời họ, hỏi tên thì trả lời tên. Khử vấn san bài số 3 thì chỉ bao gồm con số thôi bạn. Số 6 là liệu, số 7 là chi, số 9 là chiều. Như vậy chúng ta sẽ học từ số 1 đến số 9 là gì nhỉ? 1, y, 2, 2, 3, san, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, chi, 8, 3, 9, 9. Còn 10 là 10, toàn độ tất cả 10 số bạn nhé, những con số cơ bản nhất và quan trọng nhất đấy. Đây là cách người ta ra dấu này, tính con số này khá là hay. Tiếp theo chúng ta đọc một số cái chỗ mà cần phải chú ý tổng hợp nhé. Cái câu hỏi là nín quầy xỉm, thì từ nín bạn biết rồi, lịch sự của từ nỉ. Cái từ quay xin này được dùng để hỏi họ của một người nào đó một cách lịch sự nhé. Ví dụ như nỉ quay xỉn, mặc dù không dùng nín nhưng vẫn dùng nỉ thì vẫn cứ là lịch sự thôi bạn nhé. Nỉ quay xỉn là anh họ gì ạ? Ví dụ hai người mà không quen biết nhau chẳng hạn, hay chưa quen biết nhau chẳng hạn, gặp nhau đấy thì bắt đầu hỏi là nỉ quay xỉn đó, thế thôi, bằng vai phải lứa thì không cần phải nín nhé. Hay ví dụ như là nhìn thấy một anh chàng ngồi ngoài kia bảo là tha quê xỉn,
anh ấy họ gì cả. Đấy, lịch sự. Chú ý như sau, khi mà bạn trả lời ấy, có hai thứ chú ý. Thứ nhất, khi người ta hỏi các bạn là quay xỉm thì bạn không nên trả lời là ủa quay xỉm, không cần nhé. Trong hỏi thì có từ quay, còn trong khi trả lời thì chỉ cần từ xin thôi, ủa xin cái gì đó là xong, không cần dùng từ quay trong câu trả lời. Lưu ý. Và lưu ý thứ hai ấy, là bạn cũng có thể hỏi người ta khác bằng cách nói là nǐ xìng shěn mào, nǐ xìng shěn mào, bạn họ gì, nǐ quèn xìng, lịch sự. Còn nǐ xìng shěn mào là hỏi bình thường nhé bạn, không có yếu tố lịch sự bằng cái cấu trúc quèn xìng, tùy các bạn áp dụng cho nó phù hợp nhé. Chúng ta sẽ có một số cái từ vựng bổ sung, lần này là về họ thường dùng của người Trung Quốc nhé. Nào, Lý họ Lý, Mã họ Mã, Vương họ Vương, Trần họ Trần, Trang họ Trương, Xuân họ Tôn, Liễu họ Lưu, Hoàng họ Hoàng, Triệu họ Triệu, Cao họ Cao. Để toàn bộ họ rất là nổi tiếng. Đây là cách chúng ta ghép từ này. Bạn hãy viết tất cả những âm này. Ví dụ hôm nay mình học là âm chi, âm chờ và âm x, thì chúng ta ghép vào đây. Như mình vừa nói, ví dụ như là chờ đây là ya, chờ a cha, ví dụ đọc là cha, hay là sờ với ye, đọc là xia, ví dụ như vậy, thì bạn ghép vào nhé. Bạn chụp có thể chụp ảnh lại để ghép vào nhé, cứ đọc bừa đi bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ có hai kiểu hỏi. Thứ nhất là sẽ hỏi họ, thứ hai sẽ hỏi tên. Bạn lưu ý hỏi họ thì trả lời họ, còn hỏi tên thì trả lời tên. Ví dụ như bạn nhìn ở dưới đây, ví dụ cái nhân vật số 3 này có tên là Trấn Lốn. Trấn là thành, Lốn là long. Như vậy Trấn Lốn ở đây thì là cái tên của người ta nhé bạn nhé. Đấy, còn cái tên cái họ này ví dụ như thế này, cái này nhìn nó hơi không rõ lắm, bạn nhìn sang cái bên này này. Chào là họ Triệu, Xiểu Lan là tên của người ta, Triệu Tiểu Lan. Vậy khi hỏi Ni xin sở mạo, bạn họ gì, có thể hỏi là Ni quay xin nhé, Ni quay xin, Ni quay xin, nhưng ở đây là Ni xin sở mạo, bạn họ gì, của xin, ví dụ đây là của xin Chào, tôi họ Triệu. Còn hỏi đầy đủ Ni chào sở mạo mình chứ, bạn tên là gì, của Chào, tôi tên là cả họ và tên, ví dụ là ủa chào chào Xiao Lan, tôi tên là Triệu Tiểu Lan. Đấy, bạn lưu ý nhé, người ta hỏi bạn xin và chào sớm và mình sự thì bạn học thuộc lòng luôn. Ví dụ tên mình là Đoàn Tứa Lỗ thì là ủa xin Đoàn, tôi họ Nguyễn và tên tôi tên là ủa chào Đoàn Tứa Lỗ. Khi nói cả từ chào này dùng với từ chào thì sẽ dùng cả họ và tên đầy đủ nhé. Đây ví dụ như thế này, ở đây chúng ta sẽ có tên là con trai cho nên dùng từ tha nam nhé, từ tha này này, cái từ này là từ tha nam, tha này mình không biết dấu, đây là từ tha và tha nữ nhé, dành cho con gái. Cái cột bên bốn người này là con trai, bốn người này là con gái. Giờ chúng ta tập luyện nào, chúng ta cứ cho nhé, ví dụ đây là 1 2 3 4 này, 5 6 5 6 7 9 8 3 nó ghép vào thôi. Nào, Tha xin Trấn, Tha xin Trấn, Chào Trấn Lốn, số 1. Số 2, Tha xin Yáo, Chào Yáo Miếng, số 3. Đấy, số 2, số 3 nào. Tha xin Lý, Chào Lý Miếng, 4. Tha xin Trang, Chào Trang Y Miếng. Đấy, anh ấy họ gì, tên gọi là gì. Sang bên này, cô ấy này, cô ấy với anh ấy vẫn đọc là tha bạn nhé. Rồi, nào, 5. Tha xin Trào, Chào Trào Xiểu Lan, 6. Tha xin Trần, Chào Trần Xiang Mei, 7. Tha Chào Cổ, Chào Cổng Ly, 8. Tha Chào Tầng, bố trẻ nhầm rồi bạn, là xin nhá. Tha xin Tầng, Chào Tầng Lý Jun,
Đã, bạn cứ đọc đi đọc lại cái này luyện nhiều bạn ạ nhé, nó quen đi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái phiên âm, cái này là từ chỉnh này, nín này, rân này, sấn này, quân này, xin này, miếng này, xin này, khẩn này, đã, của, dễ, ok. Chúng ta sang phần hội thoại nhé, mấy cái bài này nó chỉ cơ bản thôi, mình sẽ đi lướt qua cho bạn nhé. Nào, hội thoại thứ nhất, sorry hội thoại thứ nhất người ta chào các bạn là người ta chào các bạn là gì nhỉ? Nghĩa họ, xin chào. Thế thì bạn cũng sẽ chào lại là nghĩa họ, chào bạn. Chính quân, xin hỏi, đây có từ gợi ý là quay sinh thì sẽ là nì quay sinh hoặc là nín quay sinh. Anh chị họ gì ạ? Và trả lời là của xin hoàng, tôi họ Vương. Vậy các bạn học thuộc lòng cấu trúc nhé. Xin quân, nì quay sinh hoặc là xin quân, nín quay sinh. Xin hỏi anh chị họ gì? Hội thoại thứ hai, từ sấn mơ. Đấy, xong rồi ở đây lại là trả lời là của chào A Miếng, tôi gọi là A Minh, tôi tên là A Miếng, A Minh. Đây là gọi hỏi tên rồi, hỏi tên thì sẽ là cấu trúc Nǐ jiào shénme míngzi, bạn tên là gì? Còn chữ nơ thì sẽ là nǐ nơ. Còn bạn thì sao? Trả lời là wǒ jiào Mã Tiên, tôi tên là Martin. Rén shì nǐ, quen biết bạn. Hẳn cao xiển, rất là vui. Ở đây có chữ dễ, à, dễ là cũng. Như vậy ghép vào thì sẽ là Rén shì nǐ, quen biết bạn. Wǒ yě, hẳn cao xiển, tôi cũng rất vui. Cấu trúc là bạn học thuộc lòng nhé. Rén shì nǐ, hẳn cao xiển, trả lời là Rén shì nǐ, wǒ yě, hẳn cao xiển, học thuộc lòng luôn. À, sang phần này là những cái phần luyện tập thông thường cho bạn nhé. Phần luyện tập này mình sẽ không hướng dẫn các bạn ở trên này được nhé, trò chơi này hay cái phần viết này. Cái phần viết này thì bạn cứ luyện trong những cái video khác của mình á, hoặc là video của người ta trên online nhé, thì là ok. Thì bạn nào muốn viết tốt thì bạn phải tập trung dành thời gian để viết, nếu không thì sẽ không viết được tốt đâu. Ở đây chúng ta sẽ có một cái câu, hai câu nói dùng trong cái lớp học, mình cũng giới thiệu luôn nhé. Hiểu là có, vấn thí là vấn đề hoặc là câu hỏi, mà là không. Hiểu vấn thí mà, có câu hỏi gì không? Chỉnh là mời, trải xua là nói lại, niên là đọc, trải niên là đọc lại, ý biển là một lần. Như vậy chỉnh trải xua ý biển là xin hãy nói lại một lần, hoặc là chỉnh trải niên ý biển có nghĩa là xin hãy đọc lại một lần. Cái này là chúng mình sẽ dùng ở trên lớp cho các bạn đấy. Thì mất nhiều vấn thì mà các bạn có vấn đề gì không, hay là các có thể nói là lão sư chỉnh trải xua ý biển, thầy ơi thầy nói lại một lần nữa được không ạ, ví dụ thế. Thì thưa bạn, đó là toàn bộ bài số 3. Thì bạn cảm thấy ra sao về bài số 3 này? Thì bạn cứ đi học theo trình tự nhé. Đây có bài số 4, học tiếp đến tận những cái bài như là bài 30 chẳng hạn thì chắc là cái vốn của chúng ta đã ok rồi. Nhưng bạn lưu ý nhé, để theo được quyển này tốt á, thì bạn cố gắng đọc theo mình, cố gắng viết toàn bộ những từ vựng mà trong này có, viết những cấu trúc câu, viết những cụm mà mình có nhắc các bạn học thuộc lòng. Thì như vậy khi bạn học rất là lưu loát, học rất là tốt luôn. Thì mình sẽ cố gắng ra video một tuần vài video nhé. Thì nhà mình đón thành viên mới cho nên là ra không được nhiều lắm. Các bạn cũng thông cảm nhé, mình sẽ thu xếp thời gian để hỗ trợ các bạn. Các bạn có câu hỏi gì hay có thắc mắc gì cứ comment nhé. Và mình sắp được 5.000 sub rồi, bạn hãy cố gắng đăng ký kênh. Nếu mà thấy video của mình hữu ích á, đăng ký kênh để khi nào mình có video mới bạn có thể xem nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn học tốt nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Thầy Diện.